đến từ anh Trần Nain và vị trí của Xuân Bách. Tôi nghĩ rằng với lao vào kéo được đây đã phải nằm xuống rồi. Đây tổng biên lao qua tường bên kia mà Trần Thứ Nguyên kéo được một người về, và đó là Benny. Benny không có pháp trận thần kỳ, Win đang bắn cú diện tích vẫn đổ vô tất và đang bắn vào Win. Cú đá này là không đủ sát thương, nhưng may mắn là Gấu có thể lùi về. ADC đã bị kẹt lại trong sát vực. Koi sẽ ra để cứu giúp ADC, đáp chắn và cú đá tấn công, nó đá vào trong trụ hạ gục được Yuzhong trong pha này, hạ gục được Win trong pha này. Thì chúng ta sẽ phải bỏ lại mạng của ADC bởi anh ta bị nhốt bởi cái sát vực của Omen. Nhưng đó là tình huống quá thành công rồi, chúng ta có một tình huống phù hợp vào trước nhưng mà đến đây ta sẽ không thể hình dung được. Chúng ta thì kêu gọi vào một có một pha bắt đến khiến cho anh ta phải chết ngốt, và suýt nữa là anh ta đã phải nằm xuống rồi. Ma trận Thứ Nguyên và cú lập phương Thứ Nguyên đó khiến cho Benny mất đi cái chuyền cuối. Nhưng Boy lao vào, Boy đẩy được không, địa giam chặn đường và Win chạy sang hướng còn lại. Nhưng một điểm hạng hậu dành cho Benny là ok rồi, chúng ta sẽ lui về với một lối chơi nó mạnh mẽ như thế này là điều mà chúng ta đang muốn. Nó đem đến sự bất ngờ. Đằng này Rossi sẽ dùng keo lửa kéo được Yuzhong, một cú đá, một cú hất tung và Yuzhong sẽ phải nằm xuống ngay không đây, và câu trả lời là có. Eli trận đấu này chơi tốt hơn rất nhiều. Chúng ta là Nôm Na là chúng ta chỉ cần chỉ liên tục vào người và các đội chủ lực vừa mà thôi, chúng ta băng vào nào. Tốc biến đã được trở về, đó là Xuân Bách ma trận Thứ Nguyên để lui đi, và chúng ta có thêm địa giam cho chắc cú nữa. Nhưng phải nói đó là một cú đá ngược trở về rất rất đẹp, cái cú ngoài thái đến từ Xuân Bách. Trong khi đó là ba ngàn tư tiền trong tay của ADC bắt ở đường giữa, ta bị bắt, anh ta bị keo lửa, anh ta bị đốt. Ở phía dưới này chúng ta cũng có điểm hạ gục của Benny đang thắng trên mọi mặt trận, thậm chí tốc biến kéo làm choáng băng thẳng vào trong ADC, trụ ADC để gây áp lực. Anh ta đang muốn cải thiện một khả năng cầm cự trong giao tranh, bắt vào Eli kéo luôn vào Benny. Nhưng bắt vào Benny thì hơi khó, Benny có chiêu cuối. Chúng ta đang ăn con tà thần xe ra ở đây, hạ gục được Benny khi Benny có chiêu cuối, bắt thêm vào Yuzhong. Và Eli đang quẩy đằng sau, Gấu cũng đang tới, ADC vẫn chưa phải nằm xuống, đang có hạ gục vào Win. Win đang cố gắng lui đi và Win đã phải nằm xuống rồi. Xuân Bách đang tỏa sáng, Gấu lao lên, Gấu có cú huyết xích, một cú đá và Liliana lui được hay không? Thời gian hồi chiêu còn khoảng tầm 3 giây nữa thôi, nhưng cú làm choáng này sẽ bị chặn đầu và Star sẽ không còn là một ngôi sao nữa. Tiếp theo, một cú quét sạch dành cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta thắng luôn trong pha giao tranh này. Không phải nói nhiều nữa, bây giờ là thắng. Bây thắng giờ Benny luôn. Phòng thủ cái kiểu gì đây? Thắng luôn, thắng vào luôn. Benny bay vào quyền sinh đi là vừa, và chúng ta sẽ có được chiến thắng nào bật phát hiện gì. Thắng luôn, thắng rồi, thắng nữa. Luôn rồi. Tôi chắc chắn là chúng ta thắng luôn trận đấu này. Ta Benny sẽ không đủ. Thắng luôn, ADC, đánh ADC, ra. ADC chủ. Chúng ta thắng trận đấu này và nâng cao tỷ số lên là 2-1. Thực sự pha giao tranh cuối cùng là sự tỏa sáng cực kỳ xuất sắc với sự đến hỗ trợ kịp thời của Gấu và pha khép tóc thành công của Proe.